Xin chào cả nhà, chào mừng mọi người quay trở lại với góc lan kiếm quen thuộc của vườn lan sơ rá Có một cái cây lan kiếm được rất là nhiều anh em kiếm thủ yêu thích siêu tầm Và cái cây kiếm này thì em luôn là mong muốn là các bác anh chị chúng ta có thể là sở hữu được giống của nó mọi người nha, thì nó không phải là những cái cây kiếm hoa vàng hay hoa xanh hay hoa trắng mà mọi người từng gặp và từng sở hữu được, thì cái cây này nó cho ra một cái màu hoa đặc biệt đó chính là cái màu hoa đỏ mọi người nha và như mọi người đã biết thì cái cây hoa đỏ thì nó rất là là ít ít loại kiếm có được luôn, chỉ có một vài số cây thôi. À, tuy nhiên thì trong số đó thì cái cây kiếm này nó lại cho hoa đỏ đẹp và đỉnh cao nhất à, cũng là cái cây kiếm mà được nhiều người chơi lan và những người săn lan là săn luôn và để sưu tầm nhiều nhất của mọi người đó chính là cái cây kiếm có tên gọi là kiếm đỏ Mỹ và cái cây kiếm đỏ Mỹ này á, thì ngoài thứ nhất là để anh em chúng ta chơi siêu tầm giống lan quý ha thì nó cũng là cái cây kiếm phải gọi là để làm kinh tế số một hiện nay mọi người. À, tất nhiên thì cái việc mà làm kinh tế thì chỉ được tính đến sau khi các bác anh chị chúng ta chơi trồng chăm sóc nhân giống được nhiều thì chúng ta mới tính là tới làm kinh tế ha chứ không ai mà siêu tầm về phát là là tính làm kinh tế liền đâu. Nhưng mà về cái độ lâu dài và ổn định của nó thì em thấy cái cây kiếm à, đỏ Mỹ này là cái cây kiếm rất là ổn định và mặc dù là cái mọi người biết là cái thời gian qua là những cái cây kiếm trên các cây kiếm khác trên thị trường có khi nó giảm giá cả trăm lần nhưng mà riêng cái cây kiếm này Độ mỹ này nó vẫn đều đều tên tên vậy mọi người cái tức là cái thời điểm mà ví dụ những cái cây kiếm như phan trí rồi nó lên giá ba bốn trăm triệu một thân á thì cây kiếm đỏ Mỹ này nó cũng chỉ một hai triệu thân và tới cái thời điểm này thì cái cây kiếm như phan trí rồi nó giảm giá cả trăm lần rồi thì cái cây kiếm này đỏ Mỹ này nó vẫn tiền tiền nó vẫn một hai triệu thân nó không trả lên mà nó không trả xuống đi mọi người chính vì vậy thì những anh em mà đợt trước mà có trong sưu tầm được cái cây kiếm đỏ Mỹ này á, thì bữa nay thì nói là chia giống thì rất là ok bởi vì thứ nhất là bán ra chúng ta có thể là có kinh tế rồi chúng ta Sưu tầm thêm giống kiếm khác hoặc là đổi sang những cái uh, cái loại kiếm quý kiếm khác trên thị trường và em chắc chắn một điều các bác cầm cái cây kiếm đỏ mỹ này đi mọi người muốn đổi cái cái, cái kiếm nào cũng được mọi người nha <laughs> Đó, bởi vì mọi người mới thấy được cái sự đắt giá kinh khủng của cây kiếm này Rồi, và cây kiếm đỏ mỹ thì hôm nay thì em sẽ lên clip để giới thiệu với mọi người hai cái dề kiếm đỏ mỹ mọi người nha và đây đều là những cái dề rất là to chính vì vậy thì cái giá nó cũng cao hơn so với những cái dề kiếm đỏ mỹ giống nhỏ nhỏ hôm trước mà em hay chia sẻ mọi người á nó gọi là những cái thân này nó phải to gấp đôi rồi gấp ba những cái thân hôm trước và cái mức giá thì nó cũng cũng cao hơn mọi thân bữa trước nếu mà các bán chị chúng ta muốn siêu tầm kiếm độ mỹ hàng to khủng khỏe để về nhân giống trồng chăm sóc nhân giống ngắm hoa sau này có bụi lớn thì chúng ta chia sẻ làm kinh tế thì mọi người có thể là liên hệ tới số điện thoại của em để siêu tầm một trong hai cái dê này và thứ nhất thì em có cái dê về ba thân này ba thân này nó đang nụ luôn nha đang nụ cái thằng này thì nó em cũng mới trồng vào chắc cũng tầm được ở nửa tháng thôi nên là hiện tại cây nó cũng gọi là chưa có ấm chậu lắm nên là cái vòi hoa mọi người thấy vòi hoa nó tương đối đối ngắn nhưng mà nếu mà các bạn chị trồng chăm sóc khỏe thì cái vòi hoa nó sẽ rất là dài và mức độ hoa rất là to nha à, cái chậu này cái cây này thì nó tách ra từ cái bụi mẹ bụi mẹ thì đợt trước nở rồi nở rất là đẹp rất là dài đẹp à, đây cái hình bụi mẹ cho mọi người xem lúc mà cây nó nở nha À, hoa phải nói là chi chít chi chít dài mập và hoa nó đẹp cực kỳ Đấy. rồi cái bụi này thì nó bao gồm là à, à, đang hai ba thân và đang có vòi hoa cũng có măng mập thì tí em sẽ quay cụ thể sau ha thì cái thứ nhất là cái dê này thì có giá là ba triệu rưỡi mọi người nhé về ba thân đang nụ này có ba triệu rưỡi và thứ hai là có về này thì có giá là 2 triệu mọi nha. Giờ này thì được một thân rất là lớn nè, thân rất, rất lớn và một măng nè. Ngoài ra thì đang có còn hai mầm ngoài nữa, một mầm ngoài. Hai mầm ngoài. Đó, rồi giờ này là 2 triệu. Rồi bây giờ em sẽ quay cụ thể trước và đầu tiên là về 3 triệu rưỡi ba thân cho anh em uh, sưu tầm về này trước ha. À, rồi, đây, À, thứ nhất thì cây đang nụ nên là về mọi người siêu tầm à, kiếm đỏ mỹ an tâm là chuẩn hoa nha cái quan trọng nhất của cây, cây kiếm đỏ mỹ để mọi người siêu tâm là phải chuẩn hoa mọi người nhé chuẩn hoa đỏ mỹ bởi vì có một số cây kiếm nó cũng na ná nái đỏ mỹ ấy. nhưng mà à, anh em nếu mà mua không đúng giống thì về chăm nó rất là tiếp cái thời gian công sức và cái tiền của mình nhé rồi à, giờ này thì nó được một thân hai thân ba thân à, hai thân thân con thì bắt đầu lên măng rồi mọi người theo nhú măng này. Đây, để em quay vào đây chắc nó nhìn là sáng để mọi người măng nhú nè một măng nè vòi hoa nè chỗ đây cũng lên một măng nữa nè cái chỗ nó hơi thiếu sáng tí mọi người đó mọi người thấy không măng lên nè chi chít chi chít nè một măng hai măng nè không vòi hoa nè đấy bên đây cũng có vòi hoa nè vừa vòi hoa vừa măng nè nó rất nhiều măng mọi người nha rất nhiều măng nên là anh em mua cái dừa này về làm giống thì phải nói là y bài luôn bởi vì nó rất là khỏe và đây giờ đây đó mang mầm ở dưới mọi người nhìn dưới cái 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 nách này đó mang mầm dưới nó đang tính đường tồi lên đây đây cũng một măng này Đấy, đó, thân này thân tơ thân tơ nó lên được rất nhiều măng và cái thân mẹ nó cũng rất là khỏe mập nên là thành ra là khi mà trồng chăm sóc nuôi cái dê nó rất rất, 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 là, rất là khỏe mọi người nha rất khỏe mà nhanh nhân giống lên nha rồi và cái dê đây á thì nếu mà anh em mua thì chắc là em sẽ nhổ ra em bọc bầu em gửi đi nha chứ không có gửi nguyên cái chậu được đâu Bởi vì cái chậu mọi người xem nó to khủng khiếp nè những cái chân em để nè nó. Nó, nó to kinh khủng vậy thì làm sao mà đóng được à, nguyên chậu được Nên là chỉ có bọc bầu rồi mọi người bọc bầu rồi em đóng hàng vào thùng xốp rồi em gửi đi ha à, Cho nó an toàn cây Và cái cây kiếm đậu mỹ cây lá nó mà lá nó không có dai như những cái kiếm phan trí hay xanh huế rồi khác đâu nha Nhưng mà được cái là mọi người... À, khi mà trồng nó lúc nào nó vươn thẳng đứng lên trời à, vương thẳng cứng lên trời à, và cái lá trên cái lá thì nó hay có những cái đường là rảnh 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 chạy dọc dọc á à, đường rảnh à, chứ nó không láng cống nha tức là nó có những cái đường rảnh giống như là kiếm vị hoang nha mọi người đây có những cái đường chạy dọc dọc đây cũng là một trong số những cái đặc điểm để anh em có thể nhận biết được cây kiếm đầu mỹ cùng với đó là cái mầm nó rất là tím nha à, cây kiếm hoa nó rất là đỏ nên là bắt buộc là mầm phải phải tím các bác chị mà mua đậu mỹ mà thấy cái cái mầm nó lên mà nó xanh lè thì, thì không phải đậu mỹ đâu nha đó rồi đây mọi người xem à. đấy, lá này thằng đứng nhìn rất là là mướt luôn rồi và đây về này thì có giá ba triệu rưỡi mọi người nha. người lưu ý là giá là chưa bao gồm phí vận chuyển nha vận chuyển do bên đơn vị vận chuyển họ thu riêng mọi người nha. rồi à, về ba thân và rất là nhiều măng mầm đang có hai nụ hoa được coi một măng nè một mầm nè hai măng nè ba măng nói chung là ba măng luôn mọi người rất nhiều nha Đấy. rồi tiếp theo là sang về thứ hai giờ này thì rẻ hơn giờ này thì giá 2 triệu mọi người nha hai triệu bình thường á những cái tép đỏ mỹ thì nó chỉ dao động rơi vào tầm cờ giá 1 triệu tới 1 triệu rưỡi nhưng mà đối là đó là những cái tép gọi là tép nhỏ còn tép này gọi là siêu to khổng lồ đây mọi người xem cái tay của em nè một gan nè hai gan nè 3 gan nè, 4 gan tức là nó phải rơi vào tầm cỡ 40 cm nha, rất là to. nên là anh em uh, siêu tầm cái giờ này về trồng chăm sóc làm giống nó rất là khỏe uh, và sau này cây nó lên nó sẽ lực mọi người nhé. Và giờ đây thì được cá là thân rất to nha, còn rất nhiều lá, một lá, hai lá, ba lá, bốn lá, năm lá và ngoài ra còn uh, hai mầm ngoài nè. Một mầm ngoài nè, thấy không? Đấy. Một mầm ngoài, hai mầm ngoài và một măng, măng đang lên nha. Đấy, rồi. À, giờ đây thì uh, có giá là 2 triệu mọi người nhé, hai triệu đỏ mỹ này chất lượng không Đấy. rồi đó thì em có hai dê đó thì anh em muốn sưu tầm đỏ mỹ để chúng ta về chơi chăm sóc ngắm hoa một trong số những cây lan và cho hoa đẹp nhất trên thị trường hiện nay và đỉnh nhất trong cái dòng hoa đỏ mọi người nhé và sau này nếu anh em có thể là nhân được À, nhiều thân nhiều giống thì hôm đó chúng ta có thể là chia sẻ chúng ta làm kinh tế để kiếm thêm hoặc là có thể là đổi qua những cái cây kiếm khác đẹp hơn mọi người nhé. Rồi xin cảm ơn mọi người. Và mọi người sưu tâm cứ liên hệ tới số điện thoại em để góc màn hình nha. Mọi người liên hệ đại 0384750258. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Một về ba triệu rưỡi và về 2 triệu. À, chào mọi người. Kiếm đỏ Mỹ á